Rồi cho các bạn tiếp nha. Đó, thấy không? Thấy cái gì không? Thái ra đó. Thái đó sẽ rất là ngọt đó. Hàng kiến đang bu quá trời luôn rồi. Nó đục vô trái luôn rồi, phải hái nó thôi. Không hái nó nữa. Là mai mốt là kiến nó ăn hết. Kiến không. Nói lẹ. Rồi, được rồi. Gãi đâm vô tao. Em ha. Một em. Đó, thanh long ruột đỏ luôn nha các bạn. Thanh long ruột đỏ luôn. Giờ qua bên kia. Đấy, thanh long ruột trắng. Đây có một trái. Ui, rác nhiều quá. Rồi dọn rác nha. Đây các bạn thấy không? Nó đó, thanh long ruột trắng đó. Rồi, cái bộ bên này là ruột trắng ha. Cái bộ bên này là ruột trắng, còn hai cái góc đằng kia là ruột đỏ. À, hồi nãy bên kia nữa là cũng là ruột đỏ. Mà riêng cái bộ này là ruột trắng. Mà ruột trắng này á, thì nó ra nhiều bông lắm. Mà đậu có mấy trái à. Bữa có để ý rồi. Trái này cũng bự á nha. Trái này ruột trắng nè. Trái này bự á. Cho các bạn xem. Mà không có đứng lên được. Đứng lên được không ta? Được. Đây. Nó đây nè. Đây, ở dưới này có một trái nữa các bạn. Đó, có một trái nữa đó. Đó, đằng kia, đằng bên kia cũng có mấy trái nhỏ. Cái nhỏ nó đậu quá hả, giống như là nó đậu à. Nó thiếu ý đó, nó đậu nhỏ chút xíu giống như là mấy trái chín nhỏ bên kia đó. Ngoài ra đang ra một lượt bông nữa. Bông ra quá trời luôn. Đậu có vài trái. Cái này chín rồi ha. Chính hẳn nè, bẻ luôn, bẻ luôn. Được chẳng nha các bạn, đi dọn nó nè. Rồi, ok rồi. Đi dọn nó ngọt, còn nó không ngọt cũng chịu. Bên xa đằng kia mái tôm bây giờ là không có leo được, đậu đi đó, có một trái nó đậu đó, trái đó nó đậu rồi đó, mà nó nhỏ lắm, hy vọng mai mốt nó lớn lên, mà không biết làm sao hái. Nó nằm bên kia rồi, cây nhà mình giờ nó mọc um tùm,